Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6, Ban chỉ đạo xây dựng trường chính trị Bến Tre đạt chuẩn họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện đề án số 09 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng trường chính trị Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn. Được sự hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp giữa các sở ban ngành có liên quan, đến nay trường chính trị tỉnh Bến Tre đạt 49 trên 55 tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, tăng 5 tiêu chí so với khi ban hành đề án. Hiện trường có một số vướng mắc như về tiêu chí đội ngũ cán bộ, viên chức, số lượng giảng viên kiêm nhiệm hiện có của trường là 23 giảng viên trên 38 biên chế, chiếm tỷ lệ 60,5%, chưa đảm bảo tỷ lệ 75% theo quy định. Về tiêu chí nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học, nhất là đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Đến năm 2024 còn phải tiếp tục thực hiện hai đề án nữa nên khó đạt tiêu chí này. Đối chiếu với các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 2, hiện tại trường chính trị tỉnh Bến Tre đạt 45 trên 66 tiêu chí, đạt tỷ lệ 68%, tăng 6 tiêu chí so với khi ban hành đề án. Dự báo đến năm 2025 sẽ đạt chuẩn mức 1 và phấn đấu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030. Tại cuộc họp, đại biểu đã phân tích nguyên nhân các vướng mắc hiện nay, đề xuất các giải pháp cụ thể cho từng vấn đề để bảo đảm lộ trình. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được cho đến nay là tích cực, có bước đi và giải pháp chủ động để từng bước hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra. Kết luận cuộc họp, ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường chính trị Bến Tre đạt chuẩn, đề nghị ban tổ chức tỉnh ủy khẩn trương xây dựng đề án trình Học viện Chính trị Quốc gia xét duyệt để tập trung đào tạo, tuyển dụng và chuẩn hóa các tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên. Sở Khoa học và Công nghệ gấp rút lập hội đồng xét duyệt và hỗ trợ thủ tục để trường chính trị xúc tiến các đề tài nghiên cứu khoa học. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát nguồn vốn đầu tư các danh mục xây dựng của trường theo lộ trình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, đây là một nhiệm vụ quan trọng của trường, của tỉnh ủy. Ban chỉ đạo biểu dương nỗ lực của nhà trường trong thời gian qua. Để đến quý 2 năm 2025 hoàn thành 6 chỉ tiêu còn lại của chuẩn mức 1, phải chuẩn bị hồ sơ trình cấp thẩm quyền ngay từ bây giờ, đồng thời bắt tay vào các nội dung theo chuẩn mức 2. Ban giám hiệu trường chính trị chủ động rà soát và có lộ trình chuẩn hóa đội ngũ, tích cực xúc tiến công tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn. Tập thể nhà trường chính là người thực hiện, như là người thụ hưởng thành quả xây dựng trường thành trường chính trị chuẩn quốc gia. Ông Cao Văn Dũng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, hiệu trưởng trường chính trị Bến Tre, thường trực ban chỉ đạo, tiếp thu các ý kiến của đại biểu trình bày tại cuộc họp và chỉ đạo quyết liệt của trưởng ban chỉ đạo, bày tỏ quyết tâm của nhà trường nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo đề án số 09 của tỉnh ủy.